Thôi, xin chào mọi người. Video này là tiếp tục của cái video em giới thiệu về các cái mẫu 13 ly với cả các quả pin rút lõi. Thì thực sự cái mong muốn là một video em test cho mọi người xem một quả pin mà xả cao nhất của Hukan. Con này từng xeo một của nó là pin xả 15C và một quả 4A như này là xả 60A. Đấy, rất là nhiều cô chú anh chị đang đợi những cái quả pin 6A, 5A dung lượng cao hơn của Hukan. Đấy, nhưng mà quả này cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Con này thì ba mũi em rút trong video lúc trước, một mũi rút trên TikTok và tiếp tục vẫn là quả pin này. Em quay liên tục nhé, nhưng mà chẳng qua là em cắt ra nhiều video thôi. Đấy, tại vì em cũng không có điều kiện tường ngoài test thực tế. Ở trong nội đô nhiều khi là tìm một cái tường bỏ hơi khó. Đấy, thì sẽ tiếp tục test nốt những cái chỗ trống còn lại xem là được bao nhiêu mũi nhá. Đấy. Đây, còn 3 vạch này, bình thường nó là 4 vạch này. Đấy. Đấy, hơi tự tin đúng không? Để tận 6 lỗ cơ. Tại vì em muốn khoan một lần, khoan luôn cho xong. Nhìn mọi người nhìn rất là bụi đúng không? Đấy, phải đeo khẩu trang khi mà khoan này. Để tắt kickback đi được. Cho rồi. Đã xong mũi thứ 5, tiếp tục đến mũi thứ 6. Đây nhá. Mũi thứ 6 nhá. Tiếp theo mũi thứ 7 này. Thứ 8 này, đây là mũi thứ 7 này. Em nhớ là chỉ có một lỗ là em khoan bằng con Z11 thôi, còn lại tất cả lỗ ở đây đều là khoan bằng con một Z18 này. Pin chắc hết rồi. Pin à, đây pin còn này. Thank you.
con này cảm giác như là nó không còn lực nữa. Đấy, hai vạch pin. Con này em nghĩ là nó pin nó còn không có lực nữa để đi vào. Đấy. Thì như vậy là sẽ khoan được ở đây là 4 này, 3 này, là 7, 7 với 8 này. 8 thì trừ một lỗ đi của con Z1001 thì là còn 7. 7 thì còn hai con này vào đồng nửa thì em cứ cho như là 7,58 đi. Thực ra là cố tiếp để cho máy nghỉ thì chắc là nghỉ được. Tại vì con khá là nóng rồi. Đấy, như con Miyuki trước em rút ấy, rút cũng tầm 3 mũi là cũng nóng là chuyện bình thường, nhưng mà hiệu suất của những con máy 13 ly khi mà đi rút lõi cường độ cao như này là em thấy rất là ok luôn rồi mọi người nhá.